kéo cái này sắp tới nè. Đấy không bao nhiêu? Không sao đâu nè, lấy cái canh trắng múc nước đổ vô, lấy múc nước xong đổ vô liền nghe chưa Phật. Lấy canh trắng này múc nước ở xong đổ vô liền cho nó. Xe để nó có sao không? Dạ người ta để cái chăm chiếc trên bờ anh, người ta để cái chăm chiếc trên bờ luôn kìa. Đừng lo. Sau lưng nè, sau đó cái mông nè, cái mông rớt cái cá này vô. A di da Phật, A di da Phật, A di da Phật, A di da Phật.